Ngày hôm nay khi thấy hoàn cảnh kinh tế gia đình có dấu hiệu xuống dốc trầm trọng, nên mình đã quyết định quay trở lại với nghề bắt cá truyền thống của bản thân. Hồng kiếm được một ít cá nhỏ về để kho khô, dùng để ăn cơm và có thể tiết kiệm được một ít ngân quỹ của gia đình còn sót lại trong thời gian khó khăn này. Nên mong ai đó có chiều hướng bảo vệ môi trường thì cũng hết sức thông cảm cho hoàn cảnh gia đình mình hiện tại. Từ đó khi tham gia xem video của Lê Thanh An mình và cũng sẽ đồng cảm cho cuộc sống của tất cả những người dân nơi đây. Lúc này ngoài trời nắng nóng đã lên đến gần 40 độ C và mình cũng đang rất thanh thản trước điều đó, nên việc chuẩn bị nông cụ trong lúc này mình cảm thấy rất nhàn nhã. Từ đó mọi sự chuẩn bị cũng trở nên cẩn thận và chu đáo hơn. Trước một hoàn cảnh như thế này, xin mọi người hãy nhớ thò tay thả tim follow và bấm đăng ký theo dõi nhé. Cuối cùng thì những thiết bị nông cụ quan trọng cũng đã được mình đưa ra phía bên ngoài. Nhờ vào thiết bị này nên gia đình mình mới tồn tại được trong nhiều năm nay. Đôi lúc trúng mánh gia đình mình cũng được trải qua một cuộc sống phè phỡn, nhưng nó chỉ kéo dài được khoảng 1 hoặc 2 ngày. Ở khoảng thời gian đó trong gia đình mình, những thứ như bánh trái, nước ngọt các loại và thịt cá cũng tương đối ê hề. Sau khi đã tính toán rõ ràng thì mình cũng đã phát hiện ra vị trí đi bắt cá của mình ngày hôm nay tuy xa mà gần. Thế là một quyết định đầy sáng suốt và táo bạo cũng đã được đặt ra. Đó là trực tiếp điều hành bà xã đi theo cùng. Khi đến được khu vực hành động thì bà xã sẽ quay về cùng với chiếc xe, còn mình thì phải ở lại nơi đó để đơn độc hành sự như mọi khi. Cuối cùng thì hai vợ chồng cũng đã thỏa thuận với nhau một cách rất chặt chẽ và không có sự ép cung nào trong thỏa thuận này nha mọi người. Nhờ đó hai vợ chồng mình đã leo lên xe một cách rất gọn gàng, khởi động xe và lao đi dưới cái nắng bốn mấy. Lưu ý ông anh cưỡi trần đi phía sau là không nằm trong kịch bản nha mọi người. Nhiều giờ sau thì mình cũng đã xuất hiện và về được ở bên kia đường. Nhờ sự tính toán tài ba của bản thân mà mình đã đi đường tắt sau khi đã hoàn thành được nhiệm vụ bắt cá. Cũng nhờ đó mình đã tránh được rất nhiều tai mắt dòm ngó, nhất là những quá phụ với nhan sắc dưới trung bình ở trong làng. Vì đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để truy bắt những con cá dưới trời nắng nóng oi bức và dẫn đến sức lực từ đó cũng tiêu tan, nên mọi công việc sau cùng mình đành phải để bà xã lo liệu. Và hôm nay so với mỗi khi thì mình cũng tương đối trúng mánh nha mọi người. Được em cá chép cũng khá to lớn, đâu đó chắc cũng trên 1 kg. Chưa biết làm món gì ngon đây. Mọi người ai biết nấu món gì ngon thì xin cho một chút ý kiến dưới phần bình luận nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.